Quỳnh đây. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Quỳnh Lương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các tình yêu một loại thần dược đến từ tự nhiên thiên nhiên, rất là dễ tìm và có tác dụng cực kỳ tuyệt vời đối với các chị em phụ nữ sau sinh, có thể giảm nám và tàn nhang mọi người nhé. Đó, chắc mọi người để ý trên bàn của mình cũng biết đó là loại thần dược nào rồi đúng không? Mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là lá châu không. Rất là an toàn, vừa an toàn cho bé vừa an toàn cho mẹ các chị em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm châu không để xông, giảm nám và tàn hương. Vâng, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện xông hơi mặt bằng lá châu không để giảm nám mọi người nhé. Đầu tiên thì lá châu không chúng ta sẽ ngâm với nước muối loãng trong vòng khoảng 15 phút. Nên mình đã chuẩn bị sẵn nước muối loãng và ngâm lá châu không. Khi lá châu không sử dụng để làm mặt nạ và để xông mặt thì chúng ta nên chọn những lá bánh tẻ không quá già và không quá non nhé. Sau khi ngâm khoảng 10 phút thì mình sẽ vớt lá châu không ra. Cho nước lọc sạch này vào và đun trong khoảng 30 phút. Xem hộ rắc miệng. Bây giờ đây là chậu nước lá châu không của mình vừa mới đun xong. Và trước khi thực hiện công đoạn để xông ra mặt thì chúng ta nhớ là mặt của chúng ta cần làm sạch trước này. Làm sạch để loại bỏ bụi bẩn nhé. Xong bắt đầu chúng ta mới xông. Sau 3 phút xông hơi nha các bạn ơi, chúng ta cảm thấy da chúng ta rất là dễ chịu rồi. Và chúng ta nhớ xông hơi xong chúng ta sẽ rửa lại với nước sạch. Và khi đó đã là hoàn thành bước xông hơi bằng lá châu không nhé. Cái việc xông hơi bằng lá châu không này chúng ta nên áp dụng 2 lần trên 1 tuần. Áp dụng đều đặn 2 lần trên 1 tuần thì khoảng 4 tuần các bạn sẽ thấy da của chúng ta mịn hơn này. Và giảm được nám và giảm mụn nhé. Sau 1 tháng thì các lỗ chân lông của chúng ta cũng sẽ khít hơn rất là nhiều. Vậy là rất là đơn giản và hiệu quả đúng không nào? Mình nghĩ là phương pháp này các bạn ai cũng có thể làm được, chỉ là chúng ta có làm hay không thôi. Nhưng vì một sự nghiệp, một da đẹp thì chúng ta nên nhớ là hãy cố gắng thực hiện các bạn nhé. Mất chút thời gian và thực hiện đều đặn để có một làn da khỏe mạnh. Video của mình đến đây là hết rồi. Lần sau mình sẽ làm thêm những video khác về lá châu không, rất là dễ và đơn giản thôi. Các bạn cùng đón xem những video sau nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.